Chào buổi sáng anh chị và quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Hôm nay là một ngày mà tình hình thời tiết có sự phân hóa rõ rệt ở hai đầu của đất nước. Quý vị có thể nhìn thấy qua camera thực tế ngay lúc này. Nếu như tại thủ đô Hà Nội thì trời có rất nhiều mây và có sương mù nữa, có thể nhận thấy rõ là những tòa nhà cao tầng bị sương mù che khuất khiến không thể nhìn rõ được. Trong khi đó tại thành phố Hồ Chí Minh mới 7 giờ sáng thôi nhưng mà trời trong mây và có nắng rồi. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì nắng sẽ kéo dài từ giờ cho đến cuối chiều. Trong đó khoảng thời gian từ 13 giờ đến 16 giờ là lúc nắng gắt, nhiệt độ có thể lên cao 35 độ. Đây cũng là khoảng thời gian mà chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV lên cao nhất trong ngày, ở mức 8 cho đến mức 10. Vậy nên là nếu như mà da của chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá 20 phút mà không có các biện pháp bảo vệ thì có thể sẽ bị cháy nắng. Là quý vị nên mặc quần áo dài tay, đội mũ, đeo kính râm, bôi kem chống nắng ít nhất là đến 4 giờ chiều nay. Ngay cả khi chúng ta ngồi trong xe ô tô thì quý vị cũng cần tới các biện pháp chống nắng. Bởi vì tia UVA có trong ánh nắng mặt trời có khả năng xuyên qua cửa kính ô tô, cửa sổ bằng kính. Bên cạnh đó thì đây còn là loại tia cực tím có khả năng xuyên sâu qua lớp da của chúng ta tới tầng hạ bì, khiến cho da của chúng ta dễ bị nhăn và lão hóa sớm. Hy vọng rằng với những thông tin mà Minh Phương vừa mang tới sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình hợp lý trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Thị xã Sapa hôm nay có lúc có mưa rào, trời rét, nhiệt độ cao nhất không quá 16 độ. Thủ đô Hà Nội sáng có sương mù, mưa phùn, trưa chiều trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Thành phố Hạ Long cũng đôi lúc có mưa nhỏ, mưa phùn trong buổi sáng, trưa chiều tạnh ráo 24 độ. Thành phố Đà Nẵng dự báo hôm nay chỉ mưa rào nhẹ đôi lúc, trạng thái thời tiết chính là nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Thành phố Hội An hôm nay trời có mưa rào nhẹ thoáng qua, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Thành phố Đà Lạt sau buổi sáng trời lạnh, dự báo trưa chiều nay nhiệt độ tăng nhanh theo nắng, cao nhất 25 độ. Thành phố Cà Mau hôm nay nắng nhiều và nóng hơn, nhiệt độ cao nhất 33 độ.